Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Toy Fam. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với một sản phẩm trong bộ năm robot ráp ngoài cổng trường. Đó là một em robot hổ nanh kiếm màu đen, nhưng mà mình không biết ở bên trong nó sẽ có màu gì. Và ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở em nó ra nhé. Wow. Màu xanh lá cây mọi người ơi. Và rất một cái giáp nào đó ra. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lấy em nó ra khỏi. Ok, và mình đã hoàn thành việc tháo em nó ra khỏi các printer rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp nhé. Ok, cái này mình cũng không chắc là đúng không nữa. Một phần hộp bị che mất rồi mọi người. Mình cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Chắc không đâu. Quá là cứng luôn. Thấy hơi cứng rồi đấy. Đau tay. Rất là đau tay luôn mọi người. Mình đang lắp theo gọi là cảm tính mọi người. Nhìn khó quá. Như nó bị thiếu mất một bên hay sao ấy. Mình cảm giác là vậy. Bị thiếu mất một bên này rồi. Lúc mình gắn vô thì nó lại bị hộc hỏng như vậy. Đó là cây nhà. Ê, không sao, tiếp tục thôi. Chỉ biết cười thôi, chứ biết sợ vậy. Trông mong gì ở những mặt hàng như vậy. Ok, bỏ vô. Ui chà, cứng quá vậy. Đang tay quá. Chắc mình lại phải gọt bớt rồi. Okay. Đã cứng à, mới ra khẩu súng được gắn ở trên này à. Cái đầu mình nhìn nó ra con cáo hơn là con hổ mọi người ơi. Chơi đồ dê bán chó rồi, không vui rồi.
Chứ vậy là không được rồi. Ê, nó là con cáo và mình tới chết mình rắn ngược rồi. Ui, ui, đừng vậy. À, mình mà. Cứng luôn, cứng như chưa hề là cứng, à, cứng. Ừ. Còn cái này ráp ở đâu ta? À rồi mình biết rồi. Đáp ở đây này. Ok, không thiếu mà. Nó là cấu tạo của nó là vậy. Mà nó cũng rất là cứng. Trời ơi, cứng như vậy. Đau quá. Ý, đổ mặt. Chắc mình phải gắn lại phần đầu. Phần đầu bị hỏng rất là nhiều. Em mà đau tay quá mọi người. Rất là đau tay luôn ấy. Em cáo đã hoàn thành. À, quá là mệt. Cũng như em hộp thôi. Chi tiết khá ổn. Dù có nhiều chỗ vẫn còn nhựa thừa, mình muốn đẹp thì mình cứ cắt nó đi nhé. Ok. Ok. Khớp khiết thì chỉ có lắc lên lắc xuống thôi, không có gì nhiều. Nhưng đối với một mẫu sản phẩm với giá 5.000 như thế này thì chung quy vẫn là rất ổn. Rất là đẹp. Phù hợp để chân trên bàn làm việc hay là ở đó đâu đó. Nếu các bạn muốn đẹp hơn, các bạn có thể sơn lại, tạo cái chi tiết phối cho nó. Ủa, mình ghét cái đầu này ghê. Ok. Và bài review ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Một mẫu sản phẩm rất đáng giá tiền. Chỉ với 5.000 đồng, bạn sẽ có một con robot màu xanh lá cây như thế này. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những mẫu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.